Chào mừng các bác cô chú anh chị yêu cây nhé, đã đến với video mới tiếp theo của kênh N2T Bonsai của em các bác nhé. Thì mỗi cây mới tiếp theo trong cái series làm cây đêm của em ấy các bác nhé. Thì một cây si tai chuột búp đỏ đây. Thì các bác gọi tí cũng được, nhưng lại loại nó có màu. Thường là tai chuột thì nó không có màu, nhưng mà cây này nó có màu. Lá thì rất to vì là chủ đang nuôi rất là tốt các bạn. Phải thực sự là chủ cũ này nuôi cây rất tốt. Đấy, thì cái cây này là một cây chín đầu cửu long chanh châu dáng làng, nhưng mà phân làm chín đầu thì liên tưởng đến chín đầu con rồng đang cướp cái viên ngọc ấy, cửu long chanh châu. Đấy các bác ạ. Đấy, chín đầu đều ngóc lên để cướp cái quả cầu trên này. Đấy, và một cây dáng làng rất là chuẩn mực mini các bác nhé. Vách thành rồi chân bệ rất bệt. Đấy, bây giờ thì lá nó còn đang rất là xanh tốt và rậm rạp, cho nên là các bác chưa nhìn thấy rõ cho lắm. Và hôm nay em cũng chưa thửa được một cái chậu tàu cũ, nó mỏng thôi. Đấy, em định cho sang cái này nhưng có vẻ nó hơi mỏng quá. Thì tí nữa cứ thử nhấc ra xem sao. Nếu mà vừa thì cho hợp lý cho vào đây. Cái khay này này, khay Nhật này này, ông anh cũng tặng. Còn nếu mà không thì lại nhét lại vào đây. Và hôm nào mua được cái chậu tàu cũ thì cho vào. Chứ cái chậu này thì nó không hợp. Không hợp. Được cái nó chứa được nhiều đất thì nó cũng được một thời gian trên cái chậu này rồi. Đấy, các bác nhìn này, tưởng tượng này, nó có 9 cái đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cái đầu các bác nhé. Một cây dáng làng chuẩn mực, tôi chưa từng bị bắt mắt bởi cái cây si tai chuột nào mà nó dữ dội như vậy. Tôi buông tiền rất là nhiều cho cây này. Các bác, tôi thì điều kiện nó không có đâu, nhưng mà một khi cây mà tôi thích thì tôi bắt dã man rồi các bác. Tôi vung tiền không tiếc đâu. Có thể là nợ nần, có thể một số anh em quý anh em cho chịu, nhưng mà chịu thì vẫn phải trả thôi. Thì việc đấy thì thôi. Nhưng quay trở lại cái câu chuyện về cái cây này thì em sẽ cắt các bác nhé. Em sẽ cắt thực tế á, cây về tay mình mà mình chưa làm ngay được nó khó chịu lắm. Nhưng mà không nên như vậy các bác nhé. Em làm YouTube phục vụ các bác thì cũng luôn muốn có cái video nó ra, để cũng luôn muốn có cây mới và muốn có video nó ra. Mà có video ra thì phải cắt chứ các bác nhìn thấy cái cốt đường chạy nó như nào. Đấy, chứ không thực tình là cũng rất muốn nuôi nó kỹ thêm một chút nữa, tay cút nó to thêm một chút nữa thì cắt nó nhanh thành cây hơn. Bây giờ cắt có thể nhìn nó đẹp mắt nhưng mà nó bị chậm hơn một nhịp. Đấy, thì thôi, vẫn cứ làm các bác nhá. Làm thôi, làm hôm nước các bác. Dạo này có cái chả hoa đào rừng các bác uống rất là thơm. Ngoài kia đang mưa phùn. Thời tiết này làm cây sướng các bác. Ấm và ẩm. Dễ xanh xì phun ra đỏ au. Sướng lắm. Ai, tôi sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi cứ bắt đầu từ trên đi. Cứ đốn thôi. Không biết bắt đầu từ đâu thì cứ cắt cao lên các bạn. Xong thì thu ngắn lại dần cho nó dễ nhìn cái đã.
tuyệt vời. Đẹp không cô bác? Quá đẹp. Đấy. Xác đây. Đấy, thấp cái camera xuống tí chứ các bác quay check lên nó khó. Quay ngang mặt này, chiều thuận này, vẫn hơi cao một chút. Không được. Một nhịp. Đấy. Giờ sẽ níu. Níu. Phê quá. Cây đẹp phê quá. Tự khen cây mình đẹp nó có lố quá không các bác? Xem nào. Hả? Đổ cái gì? Đổ cái gì? Đâu? Phải nhà mình đâu? Không phải nhà mình. Nhà ai chứ? Nhà ai chứ?
Chỉ có thử nhấc ra phát xem bác nhé, xem bánh dễ là như nào.
nó lên cái khay này các bạn, cứ thế này xem sao. Đấy, nguyên cái bánh chút cho các bác nhìn thấy cái chậu nó như này. Em đang tính đặt như này. Cơ hợp không các bác? Hợp không? Hợp đấy nhỉ. Nhưng mà vấn đề là cây còn đang nuôi. Cây còn đang nuôi. Thế cho nên là cho ở đây thì không chứa được. Nếu cho ở đây thì phải đeo vòng. Đấy. Thì ngày mai tôi sẽ kiếm một cái chậu tàu, xong rồi cắt bệ đi, cho nó sang cái chậu. Cái này thì mỏng quá, không chứa được. Đất gần như nó bằng cái mặt này, không chứa được. Tạm bên đây cho sạch thì chứ tôi không phải là tôi trồng vào đây đâu bác nhá. Bà con bác nè, mặc dù chẳng được làm cây này gì nhiều, chỉ cắt vài đường thôi, nhưng mà cảm xúc nó lạ quá bác. Nó như là mình được gặp được cái chân quý của cái công cuộc chơi cây của mình các bác. Phôi rất nhiều thì không nói các bác, những cây mà nó tầm hòm hòm mà cốt chậu như này nó có cảm xúc mạnh lắm các bác, mạnh lắm. Đấy thì tôi cũng rất muốn rũ sạch những cái cỏ rác này đi. Chắc phải dùng cái nhíp nhổ lông nách hoặc là cái nhíp của đội dân điện tử mà cắm linh kiện ấy, cắp linh kiện. Nhổ sạch cái cỏ này đi và cắt mỏng bệ. Đấy, mà cho vào cái khay. Cái khay nó phải cao thành hơn cái này một chút. Cái này mỏng quá. Cái này cũng được, nhưng mà khi mà hoàn thiện kịch điểm thì cho lên cái này được. Cái này nó quá mỏng. Còn cái này thì cần phải dưỡng thêm. Giống như tôi vừa mới đăng Facebook mấy giây, nhưng mà quá nhiều người thích cái cây này. Cây này xem trên ảnh nó không hết được chiều sâu vậy. Bên ngoài nó đẹp lắm, đẹp dã man luôn các bạn. Thế và nó lại có chín đầu, rất hay. Chi búp đỏ mà lại tai chuột mà lại búp đỏ, nó rất là quý. Đấy, và cái dòng búp đỏ mà dòng mini ấy thì nó là số 1 phải si rồi. Còn đồ gấu, đồ đầm lùn thì phải si búp đỏ kìa. Đấy, thì con này các bạn nếu mà gần thì qua em chiêm ngưỡng nhé. Nhìn trên máy không thể được, mà lại là ban đêm. Những cây mà cụt đặc kìa thì nhìn quay ban đêm lại đẹp hơn ban ngày. Còn những cây mà thành vách này thì ban ngày lại đẹp hơn ban đêm. Đấy, nó rất là nhiều chiều sâu, cho nên mà ban đêm thì lại ta không thể nhìn thấy nhiều chiều sâu. Ban đêm gần như ta nhìn thấy một mặt phẳng thôi các bạn. Đấy, đẹp quá, nhiều cảm xúc với cây này quá các bạn. Chẳng biết nói gì.
tay cành này các bác nhìn này. Bây giờ cứ lên là cắt thôi. Cứ lên là cắt thôi. Đẹp. Tôi sẽ chỉnh lại cái chỗ này một chút, nhưng mà để từ từ. Có mỗi chỗ đấy là phải chỉnh một chút thôi. Mình nó hơi dày. Hơi dày. Chín đầu các bác. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 đầu. 9 đầu. Cái lứa mà nó ra lộc này này là chủ cũ họ cắt trước một số cái cành trên. Nếu mà cùng một lứa tôi cắt thì nhìn nó đẹp lắm, nó không lổm nhổm như này, nhưng mà thôi cũng không quan trọng, có nhiều dịp là khoe lại các bác cây này mà. Đấy, phê quá, không có biết nói gì hơn các bác. Tôi xin phép tôi ăn một điếu thuốc rồi tôi ngắm nhìn nó rồi tôi đi xuống các bác. Không nói thêm gì nữa. Một cốt các bác nhé. Không phải là ghép đóng gì đâu các bác nhé. Một cốt hết nhé. Đây các bác nhìn. Một cốt. Thôi. Xin phép các bác.